Anh em lưu ý là hiện nay là cái thiết bị feedback ETR 2.0 chính hãng đã có cập nhật thêm một cái tem phản quang chống giả có mã code để mình kiểm tra sản phẩm ha. Tất cả các sản phẩm chính hãng của mình đều sẽ có một cái tem có cái mã barcode như thế này để mình có thể quét mình check được ra là sản phẩm hàng chính hãng ha. Tem của công ty ETR 2.0 đây. Đây là một cái tem phản quang nha anh em nha, phản quang thì khi mình sử dụng cái đèn rọi phản quang mình rọi lên nó sẽ hiện lên. Nó hiện lên ngay cái phần này. Nó sẽ hiện cái con dấu của bên ETRA 2.0 lên ha, để quét ra cái hàng chính hãng của mình nha. Còn bây giờ những cái sản phẩm bên ngoài thị trường, hàng nhái, hàng copy này kia là nó sẽ không có được cái tem này đâu. Kể cả tem dưới này cũng vậy. Đây là tem chết thời ngày tháng thời gian bảo hành anh em ha. Cho nên là tem phản quang để chống giả. Thì các anh em mình mua hàng nên lưu ý nha. Đó, mua hàng lưu ý thì sẽ có cái tem chính hãng như thế này. Thì mới được công nhận là hàng chính hãng, được hỗ trợ support, sử dụng, hướng dẫn sử dụng và bảo hành đầy đủ anh em nha. Mình Anh Audio xin chào anh em nha. Ở clip này mình sẽ quay cận cảnh thiết bị chống hú feedback XTR 2.0 chính hãng của công ty Extra nha. Đây. Thì bữa nay mình làm thêm clip này là tại vì thực sự bây giờ có rất là nhiều mấy cái chỗ bán, các cái đơn vị bán là người ta nhập mấy cái thiết bị feedback hàng ở Trung Quốc. Nói chung mà cứ gọi là hàng nhái đi, fake care đi, nhái thiết bị ETR 2.0 chính hãng của bên công ty Extra. Extra là công ty sản xuất cái máy chống hú ETR 2.0 này nè anh em. Đây nè, này là cái tờ catalog hướng dẫn đơn giản, tại vì cái máy ETR thì sử dụng cực kỳ đơn giản, cho nên trong đây là những cái hướng dẫn cơ bản thôi, có hình minh họa, nội dung hiển thị bằng tiếng Việt hết để hướng dẫn cho mình. Thì đây cái máy đây. Đó. Này, cái vỏ hộp thùng mì tôm quen thuộc ha, có để chịu feedback. Đây. Bên trong thì là một sợi dây nguồn có hai chấu. Một cặp phe để mình bắt vô cái tủ âm thanh. Rồi một cái máy chống hú feedback XTR 2.0. Được gói trong cái bịch cái miếng xốp để chống sốc như thế này. Đó. Đây. Đây mình bóc ra cho anh em coi nha. Đó thì đây là cái máy, đây cái máy XTR 2.0. Đó, này là mặt trước ha, cuốn catalog để đây đi. Ok, này là mặt sau của cái máy feedback XTR 2.0. Đây thì nói chung quá quen thuộc rồi, mình thì nói chung là quay clip này lại để cho anh em mình tham khảo thôi. Nhiều anh em mới không biết, nhưng mà anh em mua hàng sử dụng feedback 2.0 cho dàn nhạc hoặc là dàn karaoke của mình nhiều thì sẽ biết chi tiết cái này. Đây là phiên bản 2 mic thì nó có hai đường vô, in 1 in 2 rồi A1 A2. Đó, đơn giản chỉ có vậy thôi. Đó, đây là mặt sau của máy nha. À, tại vì sẵn là mình test cho hàng trước, check hàng, kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng cho khách. Này là anh khách ở Định Quán, ở trên Định Quán mua. Đó, cho nên mình sẽ test cho khách hàng. Mình test trước khi giao. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình gắn vô mixer mình test máy trước cái. Ok, thì giờ mình đã cắm dây xong. Giờ mình sẽ bắt đầu test cái máy chống hú XTR 2.0 lại cho anh em xem ha. Thì mình sẽ quay sơ về cái đấu dây nha, cho anh em coi, chứ để nhiều khi máy thánh vô nó này nó kia nữa mà lắm. Thì đây nó có hai đường nè, hai đường thì giờ mình cắm vô là một đường in một đường out một cái để mình test chống hú, rồi một cái đường còn lại của mic nữa thì mình sẽ cắm trực tiếp ha. Ở đây là cái đường in một nè, mình cắm từ dưới micro lên nè. Đây là bộ micro mình cắm lên đây đó, thì nó sẽ out một đây. Out thì mình cắm lên bằng mixer nè. Đó, cái dây này là out một, dây này là qua chống hú ha, dây màu đỏ đó là sợi dây này. Tiếp theo là sợi dây mà đi thẳng từ cái micro qua, đây là cái tai mic số 2 micro qua nè. Đó, mình cắm thẳng vô cái
Ngõ mất số 2 là cái ngõ này. Ok, anh em thấy rõ ha. Rồi xong, giờ mình sẽ bật mic lên. Mình mở main lên luôn. Đây phần main. Đó. Ok. Video lên main lên anh em ha. Rồi giờ mình sẽ mở cái máy chống hú lên luôn. Đây. Anh em lưu ý nha, máy feedback XTR2.0 chính hãng lúc nào cái đèn cũng màu xanh lá chuối nha. Đây màu xanh lá chuối nè. Chứ không có đèn xanh tím hay đèn vàng gì các kiểu hết. Là tất cả là không phải là hàng chính hãng của bên công ty XTR nha. Hàng chính hãng nó như thế này. Đó. Còn các clip đập hộp mà coi ruột này kia các kiểu là mình đã có làm rồi. Cho anh em xem rồi rất là cụ thể ha. Đó. Đây, giờ bên mixer bên này mình đã mở mixer lên rồi nè. Giờ cái phần hai ngõ mic này mình sẽ để cái gain mình để mức chuẩn đi, mình để 12 giờ hết ha. Đây. Đây, hai line tất cả đều bằng nhau nha. Line 1, line 2 nè. Này 1 với 2 nè, từ trên xuống dưới. Ok hết luôn. Đó, bây giờ là hai tai mic. Mình sẽ mở trước một tai. Đây. Một tay mất lên nha. Đây nè. Alo, 1 2. Alo, 1 2. Cái này là cây bên cái cây mà nó không có qua chống hú là cây số 2 nè. Alo, 1 2. Đây để đây. Một cây ha, giờ mở tiếp cây nữa nè. Cây này là qua cái chống hú nè. Alo, để cho nó nhận sóng rồi nè. Alo, 1 2. Alo, 1 2 3 4 5 6. Ê, 1 2. Đây anh em coi rõ ha. Đó. Sẵn mình test cho khách rồi mình làm clip cho anh em xem luôn chứ không có gì hết. Này mình quay lại bàn mixer nha. Lô 12. Lô 12 anh em coi có đèn nhấp nháy nè. Lô 12, lô. Lấy 1 nè. Thấy không? Lô 12, đó, giờ mình sẽ đẩy âm lượng lên. Lô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ê ê ê. Lô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mình mở cho nó có miếng effect lên nha. Lô 1 2 3. Lô 1 2 3. Lô 1 2 3 4 5 6. Ê 1 2 6 7 8 9 10. Ở đây là cái mức âm lượng anh em xem nè nha. Cái bộ micro này nó có 16 mức âm lượng nè. Hot maximum nè anh em thấy chưa? Này mình giảm xuống nè. Anh em nhìn mức âm lượng nè thấy chưa? Mình dặn là tới mức 16 là hết ga nha. 16 là cái mức này nó rất là lớn. Cho nên là ở đây mình không cần đẩy nhiều là nó đã rất là lớn rồi. Mixer đây mình để là mức 0 nè. Đó, gain tổng là mà mức 0. Này mình sẽ giảm xuống xíu tại vì tín hiệu đang rất là lớn, mình đang nghe trên cái loa ngoài là cực kỳ lớn luôn nha. Đây mình đẩy lên khoảng mức 0 như này đi. Đây. Ok rồi mình alo đây. Lương 1 2. Đây, lo nè. Y 1 2 6 7. Anh em nhìn mi 1 nè, lương. Lương 1 2. Lại 1. Lương 1 2. Lương. Lại có qua máy chống hú. Nè. Đây mic 1. Lên 1 2. Em thấy không? Khi mà mình đập lên nó rí rí hú mà nó gãy xuống liền. Chứ nếu như mà không có là nó sẽ hú ầm trời lên hết, hư lo mình luôn. Nè. Thấy chưa? Đó, nó sẽ nha. Giảm hú cho mình rất chi là hiệu quả luôn. Đi 5 6 7 8 9 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh em coi nè, game bass, game chép này kia các kiểu nha. Nè. Tất cả đều 12 giờ hết nha. Y, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Lương, lương. Ok ha, giờ mình tắt cây này đi nha. Tắt nè. Mình bỏ qua một bên, bỏ đây đi. Giờ mình lấy cái cây không qua chống hú là cây đi thẳng là cây live số 2. Là số 2 nè.
Đây, giờ mình kéo lại này xuống, anh bật lại lên nha. Thử coi. L1E. Nãy bên kia đẩy mức không giờ mình cũng nó quay nó hú chút xíu nữa đứt cái loa mình luôn rồi. Mi này đang mở nè, thấy không? Chưa có chọt lại, nó chưa có kịp alo nữa làm cái mình giật mình luôn á. Mình đẩy đây thôi nha. À, đẩy lên xíu đi. Đó, giờ đẩy lên nè. Khoảng mức 5 đi, mức 5 nè nha. Bắt chép giữ nguyên nha, nè. Lớn xíu nữa nè. Nó hú luôn. Nó hú luôn chưa cần dây lại lo nữa. Lớn xíu nữa coi. Đây. Anh em thấy chưa? Đó, cái chống hú nó khử cho mình có ba cái như sau để mình giải thích cho anh em nghe ha. Cái đầu tiên là nó khử hú, là chức năng chống hú của nó là cái tính năng chính của nó. Là cái thứ hai là khử ù. Ù là khi mà mình bóp đầu micro nó sẽ khử ù cho mình. Nhưng mình bóp như này mình hát đây, bóp như mấy ông mà nội mà ở dưới miền Tây ha, đâu đó mà hát mà chuyên môn mà bịt đầu micro giống như chơi beatbox vậy đó, là nó gây ra ù. Thì cái này nó khử ù cho mình, cái feedback 2.0 này nó sẽ hỗ trợ khử ù cho mình luôn, không còn bị ù nữa nha. Khử ù. Cái nữa là mình cầm mic mình quay tới quay lui, mình chọt vô lo này kia các kiểu thì nó sẽ giảm hú cho mình rất chi là hiệu quả. Nếu như không qua chống hú mình chọt vô nó hú liền, còn có chống hú nó sẽ ghi lại cho mình, nó có cái thuật toán chống hú cho mình, nó sẽ hạn chế giảm thiểu đứt lo tối đa cho mình rất là hiệu quả đó. Giống như bây giờ đây cái cây này, là đây cái mic này anh em xem ha, mic này là cái cây mà không qua chống hú. Đây mình đẩy lên như nãy nè, đó lớn quá là nó sẽ hú luôn, nó hú luôn anh em nghe, chưa cần phải chọt lại cái lo đâu. Thì mình để nè, coi như là đây mức 5 nè, thấy không, mức 5 nè, ok ha, nè đây cái mic của mình. Để mình đi xa xíu chứ đó, hú nó bật nhảy hú. Đây mình ra đây, khoảng cách này là khoảng cỡ 7 mét nè. Giờ mình tới gần xíu nha. Mình thử vài cái nữa là bay luôn chép luôn. Đó. Thì để thực tế cho anh em coi hiệu quả của cái máy chống hú hàng chính hãng là nó cái chất lượng nó như thế nào, để cho anh em mình tham khảo và mua hàng để sử dụng. Chứ anh em đừng có ham rẻ mua những cái thiết bị chống hú hàng nhái, hàng kém chất lượng bên ngoài thị trường, nó chống hú không được bao nhiêu hết. Tại vì nó là hàng nhái, công nghệ nó không bao giờ qua hàng chính hãng được. Sản phẩm chống hú Phibak ETR 2.0 của công ty Extra luôn luôn mình sẽ cập nhật. Bên công ty lúc nào cũng cập nhật để cho cái sản phẩm nó hoàn thiện hơn, nó sử dụng được tốt hơn. Đó. Thì ok, cảm ơn em đã theo dõi cái clip test của mình tới giờ phút này. Máy này mình test mình gửi cho anh ông anh ở bên ở trên Định Quán ở trên Đồng Nai. Anh mua kèm một cái đèn chớp 7 màu nó để đi làm mà cũng nhạc sống đó. Rồi, ok, cảm ơn em. Nếu như anh em thấy cái clip của mình hay thì nhấn like để ủng hộ và đăng ký kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới nhất từ bên mình.